vừa rồi, các em đã được lắng nghe những câu từ rất quen thuộc trong bài hát Làng Tôi của cố nhạc sĩ Văn Cao. Các em thân mến, mỗi chúng ta ai cũng có một làng quê riêng. Dù sinh ra hay không sinh ra và lớn lên ở đó, thì tâm hồn chúng ta vẫn luôn luôn nhớ và hướng về nó. Ta nhớ về nó trong mỗi buổi chiều bảng làng hoàng hôn, trong mỗi buổi sớm vọng vang tiếng gà gáy sáng, trong những ngày Tết, ngày lễ. Cái làng bình dị mà thân thương ấy hiện về trong ta mỗi khi những câu hát vang lên. Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui, đồng quê yêu dấu, bóng cau với con thuyền một dòng sông. Và ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm viết rất hay và sâu sắc về tình yêu làng của người nông dân sau cách mạng. Đó chính là Chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Và chuyên đề ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là chuyên đề hình tượng người nông dân sau cách mạng qua chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Trong chuyên đề này, phần đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về tác giả và tác phẩm. Tác giả Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2002. Ông là nhà văn chuyên viết truyện ngắn và hầu như chỉ viết về đề tài sinh hoạt ở làng quê và cảnh ngộ của người nông dân. Vì vậy, Kim Lân được mệnh danh là con đẻ của đồng ruộng. Những tác phẩm tiêu biểu của Kim Lân như Nên vợ, Nên chồng, Chuyện ngắn vợ nhặt, tập truyện Con chó xấu xí và đặc biệt đó là Chuyện ngắn làng. Chuyện ngắn được nhà văn Nguyễn Khải nhận xét không phải là người viết mà là thần viết, thần mượn tay người viết nên vậy. Về Chuyện ngắn làng, Chuyện ngắn được viết và đăng báo trên tạp chí Văn nghệ năm 1948. Đây là giai đoạn thuộc giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Người nông dân trong thời kỳ này nghe theo chính sách của chính phủ kêu gọi người dân ở vùng địch tạm chiếm đi lên vùng chiến khu để cùng kháng chiến lâu dài. Kim Lân đã từng kể lại, hồi ấy gia đình tôi cũng đi sơ tán. Trên khu ở mới có tin đồn làng tôi là làng Việt San. Mọi người đều nhìn những người dân làng với con mắt chế giễu, khinh thường. Tôi yêu ngôi làng của tôi và không tin làng tôi lại có thể đi theo giặc Pháp. Tôi viết chuyện ngắn làng như thế để khẳng định niềm tin của mình và minh oan cho làng tôi. Vì vậy, chuyện ngắn làng đã ra đời trong hoàn cảnh như thế đó. Về phần tóm tắt, toàn bộ chuyện ngắn làng xoay quanh nhân vật ông Hai. Ông Hai là người dân làng Chợ Dầu. Trong kháng chiến chống Pháp, ông phải đưa gia đình đi tản cư. Ở đây, lúc nào ông cũng nhớ làng và luôn dõi theo tin tức của cách mạng. Khi nghe tin đồn làng Chợ Dầu theo giặc, ông đau khổ, cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Ông không đi đâu, không gặp ai, chỉ sợ nghe đồn về làng ông theo giặc. Nỗi lòng buồn khổ đó càng tăng lên khi có tin người ta không cho những người làng ông ở nhờ. Ông không biết bày tỏ với ai, không dám đi ra ngoài, đành nói chuyện với thằng con út cho vơi đi nỗi buồn và cho nhẹ bớt những đau khổ tinh thần. Khi nhận tin cải chính về làng, vẻ mặt ông tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. Ông chia quà cho các con và tất bật báo tin cho mọi người rằng nhà ông bị Tây đốt, làng ông không phải là làng Việt San. Ông thêm yêu và tự hào về cái làng của mình. Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao nhan đề của chuyện ngắn này lại không phải là làng Chợ Dầu. Các em có thể thấy chuyện ngắn khai thác một tình cảm bao trùm và phổ biến trong tâm hồn người dân Việt Nam thời kỳ chống Pháp. Đó là tình yêu, sự gắn bó sâu nặng với quê hương, với đất nước. Vì vậy, khi đặt tên chuyện ngắn là làng thì tính khái quát của chuyện ngắn sẽ cao hơn. Đồng thời, tên làng cũng góp phần làm nổi bật một chủ đề quan trọng của tác phẩm, đó là ca ngợi tình yêu làng gắn bó, hòa hợp với tình yêu nước của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.
Tên nhan đề là Làng cũng gợi hình ảnh của người nông dân và nông thôn Việt Nam nói chung. Đây là màng sáng tác thành công nhất của Kim Lân. Vì vậy, đặt tên nhan đề là Làng sẽ hợp lý hơn và mang tính phổ quát hơn. Trong tác phẩm, chúng ta sẽ thấy nổi bật lên đó chính là hình ảnh ông Hai, một người nông dân tiêu biểu cho lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của người nông dân Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Và toàn bộ truyện ngắn này sẽ phát triển theo mạch cảm xúc của nhân vật ông Hai khi nghe tin Làng chợ dầu theo giặc. Đầu tiên là tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin Làng theo giặc. Tiếp theo là sau khi nghe tin Làng chợ dầu của mình theo giặc. Và cuối cùng đó là khi nghe tin Làng chợ dầu theo giặc được cải chính. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tâm trạng của ông Hai qua các phần mà cô đã nói ở phía trên. Phần đầu tiên đó là tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin Làng theo giặc. Khi ở nơi tản cư, ông Hai bộc lộ tình cảm của mình, đó chính là nỗi nhớ làng xa xiết. Ông muốn về làng, muốn tham gia kháng chiến. Ông luôn mong mỏi rằng thằng Tây sẽ chết. Tất cả những chi tiết trên cho chúng ta thấy được sự yêu thương gắn bó với làng quê, niềm tự hào và tinh thần có trách nhiệm với cuộc kháng chiến của ông Hai. Khi ở phòng thông tin, ông Hai đã nghe được rất nhiều tin hay, những tin chiến thắng của quân ta, ruột gan ông như cứ múa cả lên. Ông quan tâm tha thiết và nồng nhiệt đến cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta lúc bấy giờ. Chi tiết này cho chúng ta thấy ông Hai là một người nông dân có tính tình vui vẻ, chất phác, có tấm lòng gắn bó với làng quê và cuộc kháng chiến của dân tộc. Nhưng ngay khi nghe được tin làng theo giặc, nếu như trước ông Hai vui mừng và tự hào về ngôi làng của mình bao nhiêu, thì đến phần này ông Hai sững sờ, xấu hổ và uất ức bấy nhiêu. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân, ông lão lặng đi tưởng như không thở được. Tâm trí của ông Hai lúc này chỉ có tin dữ ấy xâm chiếm thành một nỗi ám ảnh say dứt. Nghe tiếng chửi bọn Việt san, ông quý gầm mặt mà đi. Về đến nhà, ông nằm vật ra giường rồi tủi thân nhìn lũ con, nước mắt ông lão cứ ràn ra. Suốt mấy ngày, ông không dám đi đâu, quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Khi rơi vào tình trạng bế tắc và tuyệt vọng, ông nghĩ đến tương lai, ông không biết đi đâu về đâu. Về làng thì không được, mà ở lại nơi tản cư thì cũng không xong, bởi bà chủ nhà đã đánh tiếng muốn đuổi gia đình ông đi. Và cuối cùng, ông Hai đã quyết định, làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Tình yêu làng, dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu cũng không thể mãnh liệt hơn tình yêu quê hương đất nước. Ông Hai đã quyết định trò chuyện với đứa con út là thằng Cu Húc. Niềm tin tưởng sắt đá, tin tưởng vào cụ Hồ, tin tưởng vào cuộc kháng chiến của dân tộc đã được ông Hai gửi gắm qua cuộc trò chuyện với thằng Cu Húc, hay cũng chính là cuộc đối thoại với chính lòng mình. Qua phần này, chúng ta có thể thấy nỗi đau khổ tột cùng của ông Hai khi nghe tin làng mình theo giặc. Nhưng tấm lòng thủy chung son sắt với cuộc kháng chiến của ông Hai thì vẫn không hề thay đổi. Khép lại chuyện ngắn, Kim Lân đã cho chúng ta thấy được niềm phấn khởi và hạnh phúc của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc được cải chính. Ông bô bô khoe với mọi người về tin làng ông bị đốt nhẵn, nhà ông bị đốt nhẵn. Sự mất mát về vật chất nghe có vẻ là không hợp lý một chút nào, nhưng thực chất nó lại chẳng thấm vào đâu so với niềm vui tinh thần mà ông đang được đón nhận. Đó chính là việc làng ông không phải là làng Việt gian. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã tìm hiểu về tâm trạng của ông Hai qua ba chặng xoay quanh tình huống đó là làng chợ dầu theo giặc. Như vậy, chúng ta có thể thấy từ một người nông dân yêu làng, ông Hai đã trở thành người công dân nặng lòng với kháng chiến. Tình yêu làng, yêu nước đã hòa làm một trong ý nghĩ, tình cảm, việc làm của ông Hai. Tình cảm ấy thống nhất, hòa quyện
nhưng tình yêu nước được đặt cao hơn, lớn hơn, rộng hơn tình yêu dành cho làng. Đây chính là nét đẹp truyền thống mang tinh thần thời đại. Ông Hai chính là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tóm lại, về chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân, chúng ta cần lưu ý hai điểm cơ bản sau về mặt nội dung và nghệ thuật. Về nội dung, toàn bộ chuyện ngắn làng đã cho chúng ta thấy được tình yêu làng quê thống nhất với tình yêu nước ở nhân vật ông Hai. Về mặt nghệ thuật, Kim Lân đã rất thành công trong việc sáng tạo tình huống chuyện có tính chất căng thẳng và thử thách. Qua tình huống chuyện ấy, chúng ta đã thấy được rất rõ tính cách của nhân vật. Thứ hai, tác giả đã xây dựng được một cốt truyện tâm lý kết hợp với việc miêu tả tâm lý nhân vật ông Hai một cách rất tự nhiên và sâu sắc. Ngôn ngữ sinh động, mang đậm tính chất khẩu ngữ, rất gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người nông dân. Như các em cũng đã biết, đề tài người nông dân là một đề tài rất quen thuộc trong văn học trước và sau Cách mạng tháng 8. Trước Cách mạng tháng 8, các em đã được làm quen với số phận của người nông dân Việt Nam trong một số những truyện ngắn ở chương trình ngữ văn lớp 8 như truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, trích đoạn Tức nước vỡ bờ, trích tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Ngoài những tác phẩm trên, trước Cách mạng, các nhà văn cũng khai thác về đề tài người nông dân như truyện ngắn Bước đường cùng của nhà văn Nguyễn Công Hoan hay tác phẩm Chí phèo của Nam Cao. Sau Cách mạng tháng 8 thì đề tài người nông dân lại được tiếp tục khai thác và làm nổi bật trong văn học với các tác phẩm như Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, Vợ chồng A Phụ của nhà văn Tô Hoài. Và đồng thời các nhà thơ cũng đã khai thác hình tượng người nông dân mặc áo lính trong một số những tác phẩm như Đồng chí của Chính Hữu hay Nhớ của Hồng Nguyên. Vậy thì hình ảnh người nông dân trước và sau Cách mạng tháng 8 có những điểm gì giống và khác nhau? Các em có thể thấy trước Cách mạng tháng 8, những người nông dân họ là những con người nghèo khổ, bần cùng, là tầng lớp thấp cổ, bé họng, phải chịu sự áp bức, bóc lột của rất nhiều thế lực khác nhau như địa chủ, cường hào, thực dân. Đó là hình ảnh của Lão Hạc, là hình ảnh của chị Dậu, là hình ảnh của anh Pha. Và người nông dân thường rơi vào bi kịch, thậm chí là phải chấp nhận cái chết, giống như Chí Phèo chết trên ngưỡng cửa trở về với cuộc sống làm người, hay nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao cũng phải ăn bả chó để tự tử. Rồi chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố, kết thúc lại tiểu thuyết này, nhà văn Ngô Tất Tố cũng viết trời tối đen như mực và tối như cái tiền đồ của chị. Người nông dân rơi vào thảm kịch, bế tắc và quẩn quanh trong cái vòng luẩn quẩn của mình khi không tìm ra được lối thoát. Sau Cách mạng tháng 8, tiếp tục là đề tài người nông dân và vẫn là những con người nghèo khổ như vậy. Nhưng giai đoạn này, người nông dân đã có được sự rọi chiếu, ánh sáng của Đảng, đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng và họ đã tự tìm được cho mình con đường giải phóng để thoát khỏi ách áp bức, bóc lột. Đó là hình ảnh của vợ chồng A Phủ, Mị và A Phủ bỏ trốn khỏi Hồng Ngài để đến với Phiền Sa. Là hình ảnh của chàng, của thị vợ nhặt của bà Cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt. Trong óc chàng hiện lên hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới của đám người đi phá kho thóc Nhật. Vừa rồi, cô Phương đã cùng tất cả các em điểm lại về hình tượng người nông dân trước và sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Cô Phương hy vọng với bài học ngày hôm nay, các em sẽ có cái nhìn sâu sắc về đề tài người nông dân trước và sau Cách mạng và đặc biệt là hình tượng người nông dân trong truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của khóa học.